Chiều ngày 14 tháng 1, Chi hội Văn học Nghệ thuật thị trấn Trợ Chu đã tổ chức tổng kết công tác hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật huyện, lãnh đạo thị trấn Trợ Chu. Chi hội Văn học Nghệ thuật thị trấn Trợ Chu có 25 hội viên, gồm hai tổ sáng tác và biểu diễn. Trong năm 2021, cán bộ hội viên tri hội đã bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, bám sát thực tiễn cuộc sống để sáng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng, có giá trị tư tưởng, văn hóa tốt và lan tỏa trong xã hội. Bên cạnh đó, tri hội tham gia 19 buổi giao lưu trực tuyến với các câu lạc bộ, các địa phương như Thanh Hóa, Hà Nội, vân vân. Có một số tác phẩm thơ, truyện được đăng tải, tuyển chọn xuất bản và dự thi được đánh giá cao. Bên cạnh đó, Tri hội Văn học nghệ thuật thị trấn Triệu Chu cũng đã đóng góp đầy đủ các loại quỹ và tham gia đầy đủ các cuộc vận động, các phong trào do địa phương phát động. Nhân dịp này, Hội Văn học nghệ thuật huyện, lãnh đạo thị trấn Triệu Chu đã ghi nhận biểu dương và khen thưởng cho hai cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2021.